Tiếp tục với những mẫu xe gầm cao bởi chỗ hãng sang, ngày hôm nay em có một chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado phiên bản TXL sản xuất là 2014. Xe có ngoại thất là màu xanh bộ đội, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Xe rất đẹp, bền và lành. Hiện đang có mặt tại cửa hàng chợ ô tô Hòa Bình, số 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu lái thử cũng như là trải nghiệm về mẫu xe thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử xe đơn vị hiện đại đang có những màu như là màu xám, màu vàng cát và những cái mẫu đời như 23, 27 đơn vị đều có 24. Nên các bác có nhu cầu về chiếc xe đời nào thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, ta cùng trao đổi ạ. Xe bán ra thì luôn cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe, không đâm va, không ngập nước, bao trách test toàn quốc. Tổng quan về phần ngoại thất của chiếc xe anh chị có thể tham quan cùng em với hệ thống sơn Si cũng như là các phần mép lối mép cản còn rất là đẹp và hoàn hảo anh chị ạ. Dọc thân xe thì với những đường gân rồi là phần bậc lên xuống là bậc cứng và che mưa đã được trang bị. Những đường led của chiếc xe thì vẫn giữ được độ đẹp cao. Đây là một dòng xe của thương hiệu Toyota thì nó được mọi người sử dụng rất lâu rồi cũng như là được trải nghiệm đầy đủ. Xe nó rất là bền và lành, rất ít hỏng vật. Và cái độ giữ giá của nó thì nó luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Kể đến tính năng công nghệ thì nó cũng chỉ vừa đủ dùng thôi, chứ không được trang bị quá nhiều như các thương hiệu của Mac. Ở phần đầu xe thì vẫn chi tiết nổi bật như là hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi cầu kết hợp với dài đèn nét rồi đèn halogen. Mâm thì trang bị mâm hợp kim đa chấu với những phần nốp láp của chiếc xe vừa mới được thay còn rất dày. Mâm hợp kim đa chấu những đường led về chi tiết của chiếc xe thì em quay đầy đủ cho anh chị bạn thấy được là tổng quan chiếc xe này nó còn đẹp như nào Đã, những chi tiết về sơn si rồi là những phần đuôi xe nó sẽ có những cái phần tạo hình về hệ thống đèn hậu rồi tính năng an toàn có đèn phanh trên cao cam lùi rồi là cảm biến lùi nốp dự phòng với cách mở cửa thì mình có thể mở hai cách là mở chân kính và kéo ngang nó rất giống với những mẫu xe của Lexus GX460. Đấy, hệ thống keo chỉ đinh tán nó còn nguyên bản, không hề có hiện tượng bị đâm pha về phần đuôi anh chị ạ. Tổng quan chi tiết thì em cũng quay rất là rõ để anh chị có thể thấy và kiểm tra xem nó có bị đâm pha không. Giúp anh chị và các bạn ở xa có thể nhìn rõ hơn, chi tiết cụ thể hơn khi anh chị và các bạn xuống xem xe. Nó sẽ nhanh hơn. Đấy, tổng quan chi tiết về chiếc xe thì em cũng quay rất là kỹ rồi với không gian chứa đồ thì cũng rất là rộng rãi đây là một mẫu gầm cao với hệ dẫn động bốn bánh kết hợp với công suất động cơ của chiếc xe nó rơi vào máy 2.7 nên cái vận hành của chiếc xe trên mọi cung đường một cách dễ dàng dù đường khó hay đường bằng đây là những cái chi tiết về hệ thống cánh cửa của chiếc xe các bác có thể thấy những hệ thống tab ly rồi là những cái phần tay nắm cửa ghế ngồi với không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai thì duỗi chân thoải mái với ba người ngồi có trang bị bệ thì thay và hai màn hình gối đầu cửa gió điều hòa là trên hốc trần chính giữa trung tâm thì nó sẽ có các phím điều chỉnh nhiệt độ điều hòa những chi tiết đường led để các bác có thể tham quan qua nó vẫn giữ được độ đẹp anh chị ạ và là tiến tới cái phần khoang lái của chiếc xe thì với những chi tiết ở cánh cửa thì nó sẽ có trang bị các phím cơ bản như là lên xuống kính những đường led để anh chị có thể tham quan cùng em. đây là những cái chi tiết hệ thống ốc bản lề ở cánh cửa này, Bật lên xuống. Cũng như là chất lượng ghế của chiếc xe với hệ thống ghế chỉnh điện. Rồi là những phần tem mát của nhà sản xuất vẫn còn nguyên đây. Chị có thể xem qua đây để biết được năm sản xuất cũng như là xuất xứ của chiếc xe ở đâu. Đấy, em quay rất là rõ rồi nha anh chị nhé. Sản xuất là 2014 á. với hệ thống cột kèo cũng như là gioăng cao su của chiếc xe nó vẫn còn nguyên bản hệ thống ghế chỉnh điện rồi là có phần vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng phía sau có đồng hồ hiển thị thông tin dạng ống thể thao rồi là màn hình giải trí điều hòa tự động để lộ start top các chế độ gài cầu chi tiết về hộp để đồ bệ thì tay đầy đủ những tiện nghi và bây giờ thì ta khi tham quan xong về phần khoang lái của chiếc xe thì em mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe để ta cùng kiểm chứng về chất lượng của chiếc xe nó giới thiệu cho anh chị và các bạn nó còn đẹp hay không. Với chiếc Toyota Land Cruiser Prado phiên bản TXN sản xuất là 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 260 triệu còn thương lượng. Tại thời điểm này anh chị và các bạn mua xe đã tiết kiệm hơn gần trong khoảng là hơn 300 triệu rồi. Với cái đời này là anh chị và các bạn tiết kiệm hơn 300 triệu rồi đấy ạ. những chi tiết đường nét về hệ thống ốc, mặt máy rồi keo mặt máy, mọi chi tiết còn nguyên bản. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu anh chị và các bạn cần thông tin, thông số của chiếc xe có thể truy cập ngay tại web hơi com Em xin chào và hẹn gặp lại.